Kiều lúc nào cũng tuân lệnh Đức Thầy, kêu mọi người chuẩn bị sửa soạn về hả, sắp sửa cuối năm. Bữa hôm nói là trăng, bữa nay mình tính theo tuần đi, rồi sắp sửa tới ngày rồi đó. Qua cái bầu cử hạ viện đây là còn mấy ngày nữa, bây giờ tính ngày đi. Bây giờ thử mấy ông Cộng Hòa lên là thằng Trung Cộng nó quýu đuôi lên rồi đúng không, là tại vì chích cha tụi nó còn có 3 ngày tao phải đánh Đài Loan chứ. Biden á, nó không có dám làm gì tao đâu, nó mà làm là tao đưa hết bằng chứng cho mấy thằng Mỹ. Thì khi mà tao vô tao lấy Đài Loan rồi, tao đóng cửa lại, tao bỏ thằng rào sắt xuống là chuyện là nhà của tao rồi, là chuyện đã xong rồi. Trung Cộng mà nó mà đánh một cái đâu phải là Nhật hay là NATO để yên nó đâu. Và em có cái nhà, ok, em có một cái phòng mà anh để 3 người ở, vì người nào là chủ phòng. Thế nên phải thờ riêng, chủ quyền phải thờ riêng, chủ quyền mình rất là thấp. Phật thì dưới cha mẹ thờ chung cũng được, nhưng mà phải dưới hình cha mẹ. Nếu mà cái công thức á, mà để cha mẹ trên cao nhất là đúng, nhưng mà chủ quyền mình là rất là thấp, cho nên phải bằng thờ riêng. Tại vì mỗi lần á, mình đám giỗ mình cúng đây, mình không cúng trên cũng không được, cho nên Kiệt đề nghị là riêng hết. Mỗi người cho người ta một phòng, tự nhiên dồn cho một phòng ba bốn người kiểu này, lúc nào để Phật thờ cũng dưới cha mẹ. Có nhiều người nói cái đạo hồi sáng như có ai nói cái này là mới, đối với chuyện nó không phải là mới, nó lưu truyền hàng nghìn năm từ ở thời vua Thục Huy, vua Thần Nông thời xưa rồi. Rồi qua tới nước Việt mình mà ảo ảo ông bà mình còn nhớ, chỉ là lại ông trời lại cái lon sữa bò. Nhưng mà thời xưa làm gì mình biết được là có chân dung của cha mẹ. Thời nay hiện đại cha mẹ xuống thế gian cho mình chân dung, thì mà ông bà mình đã lại hàng 90.000 năm rồi. Ông trời, cha trời mẹ đất đã lưu truyền trong nhân gian từ đời này sang đời nọ, nên thiên tâm không phải là mới, chỉ là mới với mình thôi. Cho nên để riêng đi. Ở đây á, Kiệt đã từng tiếp xúc một lượt ba vị đang lo cho cái quả địa cầu này, đó là ông Hoàng Đế Công, là vua của nước Tàu, bên cổ vô vi nha, vua nước Việt là ngài Trận Đạo, rồi vua của nước Mỹ là ông George Washington. Thì có một lần Kiệt họp với ba ngài, thì mới biết là ông Quan Công á, ông cũng giống như ông Trận Đạo vậy. Đừng có nghĩ là ông là người Tàu mà mình không tôn trọng ông. Ở bề trên nó theo cái chánh nghĩa thôi, tà với chánh thôi, chứ bề trên không có mình thế gian á, mình cứ nói ồ thờ ông Quan Công mà thờ người Tàu nó làm bậy, phải nên thờ ông. Ông là thần do cha thượng đế ấn định ông, cho nên ba ổng là còn ma quỷ mà nó đầu thai vô cái quốc gia đó là của người phàm mình, đó là nước Tàu, nước Việt. Rồi mình mới nói là tại sao ổng là người Tàu mình thờ, cái đó là do mình không có cái nhìn xa. Còn kia là nói chuyện với mấy ngày là chánh á. Còn tà là Atula với Satan là thiên ma, nó là khác. Nó đầu thai vô tập chuẩn bình á. Hơn chú chỉ hồi lúc mà chú Việt Nam chiến cuối cùng 2014, trên San Jose có cái miếu ông Quan Công á. Trước khi cái chuyến đi về đó, chú ở khách sạn Caravan ở ngay đường Nguyễn Huệ, đó có tượng Hồ Chí Minh đứng ngay đó. Cái chú xuống thấy ngon ngó, cái mấy ông thiền tướng cũng đông lắm. Cái chú mới dậm chân bụp 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 ba cái, cái mà ông hiện về trước mặt. Em nói ô cái tượng này xấu quá, lấy xuống chứ ngại. Em mấy ngày luôn cực cười mấy ngày đó sẽ lấy xuống. Thầy có cái đó là có, nhưng mà thần thánh nói là làm thiệt đúng không? Thì là cái tượng mà ngay chỗ đường Nguyễn Huệ, quý vị có thấy ngay chỗ đó có cái tượng á. Thầy kia đã dậm chân đó ba cái chân này dậm là hiệu lĩnh á. Thì sau đó cái mình mới đi về Mỹ, thì cái mình mới tới là miếu ông Quan Công, cái mình vô cái mình nói chuyện với ổng. Ê ngại, cho mấy con cháu của ông trả Hoàng Sa Trường Sa lại cho tôi đi. Ổng cũng hứa trả luôn á. Hai đó Kiều đã làm đó. Cuộc đời của chúng ta là một giấc mộng rất là dài, còn cái giấc mộng của con chỉ là một đêm thôi. Còn
cái giấc mộng thật sự mình là đang trong mộng nè. Chú đang đứng đây chứ chú biết được cái tương lai của cái này như thế nào và tương lai của cái vũ trụ nó đi về đâu, mấy vị có giải thích. Nó cũng như phim time travel vậy đó. Thì tất cả chúng ta ai cũng sẽ thành Phật hết. Mà người thành Phật sớm thì hôm nay giật mình nghe lời chú sớm. Còn người thành Phật trễ là những người e dè ái ngại và không có chịu tìm hiểu và xuyên tạc xuyên xỏ. Thì những người đó đó thì phải chờ tới 1000 vị Phật xuất hiện thế gian này mới thành Phật. Cứ mấy chục nghìn năm mới có ông vị Phật xuất hiện thì phải chờ hết. Thì con nghĩ thử bao lâu. Cũng giống như ba người mà cái ngã cao á, ba đệ tử của Phật mà uống rượu say phá giới đó. Cái người mà thành Phật lẹ là cái ông con xin lỗi Phật, con phạm giới, ông đó lại thành Phật lẹ nhất. Còn cái ông mà nhậu say mà bẻn lẻn Phật, ôi con không có xỉn, con không có say, con còn nói chuyện được. Cái người đó là cứng đầu đúng không, cái ngã lên, tức là bước có lỗi mà còn giả bộ nói mình không có lỗi. Người đó là 1000 vị Phật xuất hiện mới thành Phật. Hôm nay anh nhận em làm đệ tử. Khi mà cái cõi ta bà này có rời khỏi xác phàm thì cũng sẽ về trời. Vô nhận một đệ tử mới có duyên á. Tại con có duyên với thụ nhận con, để mà khi con có đi á không có bị lạc. Tại vì cái luồng xói đen á nó lớn lắm, nó xói cái hồn mình đi mất tiêu luôn á, không có biết đường về á. Cha trời mẹ đất, cha là cái trí khôn của mình. Tại mình nói một cái danh từ rất là dễ hiểu, là cái chân linh thì nó hơi khó hiểu. Cha là cái trí khôn của mình, mẹ là cái chân thần của mình. Cái chân thần là cái bóng, là cái bóng ma đó, là chân thần. Cha mẹ thế gian là cho mình cái thân hài của con người. Thì mình có hai cha mẹ thế gian và cha mẹ trên trời là vậy. Mà cha mẹ nào là vĩnh cửu? Cha mẹ trên trời. Tất cả các người ở đây cũng là cha mẹ của anh đó. Anh cũng là cha tôi luôn á. Hiểu? Lỡ có một kiếp nào đâu. Tại tôi lưu lạc ở dưới này gần 9000 năm. Từ thời xa xưa không có loài người trong trái đất. Rồi tức nhận lệnh của cha dìu dắt tất cả những đứa con rồng cháu tiên đầu thai đi chung với giống như cá vậy đó. Mình phải đi chung cái luồng nước. Rồi đi bây giờ đi xuống Nam cùng với sư phụ là Đức Thầy, từ bên Tàu sang bên Việt. Rồi cũng phải mang thân người để mà dìu dắt giống dân Việt 6 triệu người trở về quê hương, để mà lập lại cái đạo và làm một cái thánh địa trong tương lai. Ở thế gian này bây giờ tất cả những tà ma Atula nó xuống thế gian lập đạo nhiều lắm. Bởi vì chỗ nào có Phật, chỗ đó có quỷ. Tại sao mình phải ngồi mình thấy tức cười chỗ này? Trên thế giới này tại sao không có nhiều chuyện tâm linh xảy ra ở nước Mỹ đi, bên nước này nước kia đi, mà sao thấy Việt Nam núi cấm nhập đồng nhảy cà tưng hoài quá trời á? Thì tại sao không có một thiên tướng kiệt khắp thế gian bên Âu Châu hay này kia nói những cái chuyện mà khủng khiếp sắp xảy ra, nói đâu chúng đó đi? Tại sao lại là mang tiếng Việt nói tiếng Việt? Mình mới đặt nhiều câu hỏi. Người Việt có đại hồng phước, đại hồng ân. Đó là không phải lời Việt nói, đó là lời của Ngài George Washington với Ngài nữ thần tự do của Mỹ nói. Hồi xưa mấy ngày về nói chuyện với Kiệt, hồi nước Việt nhỏ bé, sao mà Đức Chúa Trời ban hồng ân lập ra cái đạo Thiên Tâm, rồi lại cho các ngài đầu thai thành người Việt. Nước Mỹ tuy bề ngoài, bề hiện tại vật chất là một cường quốc về vật chất, mà lại không có những ân sủng đó. Ổng còn với phong bì, thì tại sao mình không biết trân trọng? Thật đó là sự thật á. Rồi anh hỏi là chiến tranh thứ ba có xảy ra không? Trung Quốc nó ăn hiếp mình hay không? Bây giờ Trung Quốc á, đảo của mình Hoàng Sa nó xây căn cứ quân sự của nó ngoài, nó lấy nước mình rồi.
nước của mình lại thuộc nó 80-90% kinh tế. Bữa nào nó ngấn nó không có cho mấy cái xe tải chở hàng qua biên giới là mình đói, nó đã lấy nước mình rồi. Nó đem ra một đống chất độc bỏ chợ Kim Biên, Sài Gòn, rồi nó làm gạo mà gạo giả quý vị thấy không? Nó cho dân mình ăn là nó đã giết dân mình rồi, là nó có quyền. Tại vì nó đã lấy nước nó có quyền. Anh nên nhớ tất cả thổ thần, thổ địa và những cái vị vua của mỗi quốc gia mới là làm chủ một cái mảnh đất. Cũng giống như bây giờ anh đi vô mua căn nhà, ông thổ địa mới là chủ nhà chứ không phải anh là chủ nhà. Thì những người con ở trên trời, những người mà có lực cao, người ta chỉ cần nói ok, thế hệ sau chia 5-7 của Trung Cộng là sẽ trả Quảng Châu, Quảng Tây từ sông Dương Tử xuống lại cho 100 bộ lạc nước Việt. Nếu mà tôi đi họ, tôi đi đòi lại đất kiểu đó, anh nghĩ mấy ông thần trả không? Tôi xin cha, tôi xin thượng đế, xin Phật, mấy vị trên mà đồng ý cái là tự động mấy nhóc ở dưới này nó trả liền à. Cái là cái xác phàm thôi, anh mua anh lập trình thế nào chạy như thế đó thôi. Nhưng mà hôm nay Việt Nam lập đạo thiên tâm, tôi đầu thai làm người Việt Nam, sư phụ là đức thầy là làm người Việt Nam, và anh không có nắm hết cái Ngô Tuấn Kiệt hôm nay xuất hiện là cho mọi người chân thiện mỹ và biết về tâm linh. Trên đầu mình ba tấc và có các chi vị có rất là hiện hữu thì sẽ lấy lại hết, bất chiến tự nhiên thành. Nếu không chẳng trình ổng đi nó lát mình chi, mình học thuộc lòng của 500 năm rồi, không lẽ đức thầy là Phật ngài đi làm 6 quyển sấm cơ ngài gạt mình làm gì? Cơ vận đi hàng nghìn năm chứ không có thể nói là đi là 100 năm được. Cả Kiệt đứng đây ngày hôm nay, cơ vận là trong bao nhiêu kinh của Mỹ nó cũng có nói là đã hàng ngàn năm rồi, làm sao thay đổi được? Chỉ có thay đổi được là những giây những phút giờ chót trước khi mọi chuyện mà xảy ra đến tánh mạng của mình á, hồn lìa khỏi xác á. Trước Covid-19 quá trời náo nhiệt đông đảo, hôm nay đâu còn nhiêu người nữa. Mà nếu mà họ chịu tin Kiệt thời đó đó, có phải những người đó được cứu không? Hôm nay thì quý vị đứng ở đây ngồi ở đây nghe Kiệt nói và khắp năm châu, ở nơi nước Việt cũng vậy, có nhiều người người ta bắt đầu người ta hiểu thì là được cứu. Chỉ là tin trước thì mình giữ cái mạng, tin sau mình giữ cái hồn xác của mình thành khúc củi rồi. Dục trời nó chất như đấm vậy đó, cộng thêm mấy 400.000 cái que đó, không bệnh nó cũng cho mà vô cái đám bệnh nữa. Cả ngày hôm nay mình không có đeo mặt nạ đó là anh biết cũng nhờ ai không? Tôi cũng khám chạy ở đầu gói á, là hết Covid là thiệt rồi đó, là tôi nói gì là có cái đó mà. Cả 40 cây số mà xe tăng của Nga mà nó đánh, nó chiếm không nổi Kiev những trong vòng mấy ngày đầu á, cũng là tôi khấn á, tôi mới kể công. Nhưng mà đó là sự thật, tại tôi nói để cho mọi người phải hiểu. Tôi xin nhiều chuyện động trời lắm. Cả ông Trump và Đảng Cộng Hòa hôm nay thắng nè, là cũng là ai? 10 năm tuổi thọ của tôi á, đi đứt cho ông Trump, ổng làm một chuyện sai với bề trên á, mà tôi xin cho ổng. Kỳ đó, ổng làm sai một chuyện mà mình không có dám nói ở đây. Tại ổng nhảy dù xuống cùng đồng đội với mình, nhưng mà ổng xuống đây ổng giàu á, một thằng này tỷ phú, một thằng này đi bỏ báo. 10 năm tuổi thọ cho ông Trump quay lại hôm nay thấy làm sao? Xua. Ổng quay lại. Không, mình nói là cái đảng không quay lại, còn ổng mà quay lại 100% hay không á là theo cái góc cạnh bề trên không có nói chính xác, nhưng mà là góc độ của mình nha. Tại cái đám thổ tả này nó tính thì dấu ngã với hỏi, nó chửi mình dữ lắm. Tới ngày hôm nay mình sống được 3 năm mà không có bị thổ tả nó chửi nhiều á là quý bác phải hiểu. Con cũng mặt dày lắm mà con cũng nói trúng không á, chứ nó tầm bậy làm sao sống nổi tụi nó. Không quay lại á,
Dạ thưa chú Kiệt, con làm như thế nào để mà xin cái tuổi thọ lại cho chú? Bởi vì chú là một người rất là tốt, rất là hào quang và sẽ giúp đỡ được tất cả cộng đồng. Thì cái thời gian mà chú sống càng nhiều ở trên thế gian này thì mọi người lại càng có nhiều cái cơ hội để mà quay trở về trời. Thì con không biết con làm như thế nào để mà xin lại cho chú. Bây giờ xin năm tô phở được rồi. Sách sửa xin phở, xin năm tô phở trước. Còn á, lúc mà Việt sinh trong Trump á, thì ở trên mạng á, trong nước Việt ta thương Việt nhiều lắm, là mỗi người á bây giờ dư lời luôn. Bây giờ nếu mà muốn sống mà sống mà tới 300 tuổi á, thật sự nó chán lắm. Thiệt, tại vì mình đi không được, ăn vô gì phải ngó rồi nó có lên đường lên máu không nữa. Sống không phải là chuyện tốt. Nhiều lúc Kiệt không còn cái sát phạm á, Kiệt còn đi độ mấy vị còn dễ hơn á. Cũng giống giờ, sáng thì thức dậy, nhưng mà tối Kiệt ngủ Kiệt chiếc hơn rất là nhiều người. Thì cũng là một dạng đó. Còn cái tuổi thọ mà sinh á, thì thật sự lúc đó chấn động cả các tầng trời. Thì cha mẹ đó mới nói là con có cái tâm như vậy, cha mẹ chứng. Cho nên ông Trump hôm nào quay lại á, chứ ổng làm một chuyện cũng có sai lớn á. Và đồng thời ngược lại mỗi một cá nhân của mỗi người thương Kiệt. Có đứa thì cho 5, 2 năm bây giờ cộng lại mà trên mạng á Kiệt có số điện thoại á, cộng lại quá trời luôn. Like ơi, đầu tư quá trời lời luôn rồi. Cho nên về năm tô phở đủ rồi. Cảm ơn nhiều. Từ đây đến cuối năm là có thể đóng góp được hơn chú Kiệt. Giờ chị nghĩ hôm nay em xuất hiện đây là gì, là mục đích gì vậy? Từ Bắc vô Nam nói liền cánh tay phải không? Xuống đây để an ủi tất cả các bác lớn tuổi, nhất là mấy bác mà nhân chứng như lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa trước 75, để mà giữ gìn sức khỏe, để sau này là mấy bác là chỉ có đủ tư cách để đại diện cho 6 triệu khối người Việt hải ngoại đi về Việt Nam để mà lập lại một cái đời mới, một cái xã hội mới tươi đẹp cho những đứa con lưu lạc khắp năm châu. Đó là quan trọng. Còn ngoài ra những bác đó trong mắt kia không ai đủ tư cách hết. Thì mấy bác HO lớn tuổi giữ gìn sức khỏe đi. Thật sự mình đọc kinh á, là mình để cho mình có một cái khuôn khổ, giống như mỗi ngày mình chở con mình vô trường học, hay là hồi nhỏ mình đi vô trường học, thì nó tới lớp nào, lớp văn, lớp toán, lớp science này đó, lịch sử, thì nó là công thức, là cái tâm. Chứ cuốn kinh nó không có đưa mình Phật. Mình phải thay đổi mình mới thành Phật. Mình thay đổi từ ở trong. Có những Phật tử hồi nay đọc kinh muốn lột cái lưỡi luôn, thuộc lào lào kinh Pháp quá, nhưng mà vẫn dần sân si như thường nha. Cho nên cuốn kinh chỉ là một cái phương tiện thôi. Có nhiều người đã đọc kinh. Hồi xưa Lục Tổ là người Việt Nam, quý vị có biết không? Lục Tổ có đọc được cuốn kinh nào đâu, mà tại sao Ngũ Tổ lại truyền thừa cho Lục Tổ mà không truyền cho ông nào ta, Thần Tú hả? Thời đó Lục Tổ không có đọc cuốn kinh, Lục Tổ là dốt, không có biết chữ á. Tại vì cái học vấn của thế gian này học hoài của ông hết, muôn trùng học bao la. Mình đã từng học quá trời nhiều rồi, học hàng trăm kiếp tái sanh đi tái sanh lại, ra lại giờ thức nó ghi nhiều lắm. Nhưng mà mình học cái tốt hay là mình học cái xấu? Có những người học cái xấu, có những người học cái tốt. Nhưng mà đời này hôm nay mình biết yên tâm, thì những cái phương thức mấy vị đã cho mình á, là tự đốt đuốc đi, tự phải ngồi thiền. Chỉ có ngồi thiền mới thành Phật, chứ không có thể là A Di Đà Phật giảng sanh mấy thầy dụ. Bữa nào những đệ tử yên tâm mà ngồi thiền á, rủ mấy ông thầy chùa ngồi thiền, mấy ông ngồi đâu được. Mà ông ngồi mấy ông nhớ
sáng nay từ sáng giờ 12 giờ không ai gọi tôi, không ai chết để tôi đi đọc đám kinh đám ma ta, đúng không? Ông có nghĩ gì không? Báo không à, chùa nào quá vậy? Thì cái khởi tâm của mình là thành Phật hay không từ đó. Một ngày mà cả một tuần mà không ai gọi tôi để mà đi đọc đám đám tang ta cái là mong giờ là chết à. Nãy nhìn thấy đã bị nhận đệ tử, đệ tử cũng sắp đi á. Đâu rồi, về hả? Đệ tử mới nhận đâu, mấy con lấy điện thoại gì để phụ về dạy nó. Đúng rồi, ừ. Con về giữ gìn sức khỏe đi, con đang mệt á. Con cho số điện thoại, Trinh lấy số điện thoại. Có gì phụ sẽ dạy để từ đây tới ngày đó. Còn cái thân nghiệp á, phụ không có giải được. Có ba thứ thu là không được, là lãnh giải dùm cái nghiệp, và đồng thời những người không có đủ duyên á, phụ nói chuyện không có hiểu được, và bao là lời Phật. Thì mấy cái thân nghiệp mình đã tiền kiếp mình bị nghiệp thì hôm nay mình trả nó đi. Cái quan trọng là mình tính kế tiếp. Hôm nay cho phụ nhận con làm tử để mà dạy con, khi mà bỏ cái xác phàm này á, mình có một cái thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng mà con cũng còn lâu mà, đừng lo. Mỗi ngày mình cứ kiên trì, mình khấn. Con sẽ phụ sẽ chỉ cách cho con để kéo dài. Con cứ về nghỉ đi, con đứng đó nắng là mệt á. Con cứ đi về đi. Không sao. Hả? Ừ thì đó, phụ nhìn thấy biết mà. Cái hào quang con yếu lắm. Con về nghỉ đi. Ở đây phụ nói tới 2-3 tiếng lần. Tất cả chúng ta đều là con ông trời hết á nha. Mình đừng có hạ thấp mình xuống. Kiệt cũng như quý vị thôi. Nhưng mà Kiệt biết nhiều chuyện thì người nào biết trước nhiều thì người đó chỉ đường cho người kia thôi. Chứ về trời á, nhiều khi quý vị thành Phật trước Kiệt không chừng nữa. Thì muốn bỏ bản ngã là chỉ có ngồi thiền. Ngồi thiền và đi có tiền làm từ thiện là hai cái căn bản. Mình cứ thế mà làm, quỷ nó có sợ trà đâu. Atula là trên trời nó quýnh lộn với mấy tướng thiên đình quá trời luôn á. Chúng ta sống song song với nó chả. Bây giờ mình giải thích về mafia của Mỹ, Ý ở đây luôn nè. Mafia ngầm với cảnh sát. Nhiều lúc cảnh sát bị mấy mafia quýnh hoài á, thì cái những cái thế lực mà giữ á, là nó cũng y như vậy á, cũng so với mình thế gian vậy đó. Còn phần những người đó sau này cũng thành Phật nha, nhưng mà họ sẽ bị đọa. Mỗi một lần họ làm lỗi gì, họ bán hay là buông súng gì, họ mới ở tù. Chứ còn bình thường họ có mặc đồ vest, họ còn thông thái hơn người bình thường chúng ta nữa. Thì ở cõi trời cũng vậy, ma quỷ thiên ma đó, nó cũng như là mafia dưới này vậy đó. Cho nên mình có tu đạo á, hồi xưa sư phụ Kiệt là hòa thượng Tuyên Hóa, ngài nói đó, các con tu đừng bao giờ thử thách với quỷ. Cả ngày cũng bị quỷ nó bập á. Kiệt có một lần năm 2015 đang nằm trên giường nửa đêm, nguyên một cái bàn tay sắt khổng lồ bóp cổ, cái xác văng xuống đất nó bụp chết queo. Lúc đó Phật Mẫu à, Phật Bạn Âm với Phật mấy vị trên, rồi ngày qua đà nữa, xuống như mấy trên trời mới xuống, nhét cái hồn vô lại mới đứng đây được. Kiệt bị hoài á. Ở Bắc Cơ Ly á, có một ngày bữa đó luôn, nguyên bầu trời đen kịch. Nó đâu có sợ ai đâu, bởi vì mỗi lần Kiệt đến đây á, người phàm mình thì nhờ mấy anh này, còn ở trên trời đó thì ông là ông đang trên đầu nè. Lúc nào mỗi trong cái dây khác trong cái trái đất này, quả địa cầu này đều có ma quỷ đi song song với chúng ta. Bên cạnh chị hiện giờ á, nhiều lúc cũng có không chừng nữa. Của em á, về nhà mình nhiều lúc gặp em hung dữ nó cũng là ma quỷ rồi đó. Nó có nữa. Thì những cái đó mình phải đọc kinh lăng nghiêm, lập bàn thờ thờ, từ từ cái họ cảm thấy họ bị xấu hổ thì mình biết tu, họ không biết tu, thì khi con ma mà phá đó nó xấu hổ bỏ đi.
chỉ có vậy thôi. Cái còn lấy nhang mà quất mà đuổi nó hả, trời ơi, nhiều lúc nó còn quậy dữ nữa. Thì những cái mộng mà về tâm linh á, đa số con nói chung quy, con trả lời, con hiểu ý bác, không phải con cắt lời, con xin lỗi, là tất cả các chủ quyền của mình hay mấy vị thần thánh muốn cho mình biết là có các vị xung quanh để mình tu thôi, mục đích có nhiêu đó thôi. Mà gán tu đây là tự nhiên gì cũng hết, người tu đổi được số mệnh nữa đó. Đang yêu rầm rầm mới bỏ đi tu là hết yêu liền, đó là thiệt. Không tin làm thử đi. Như ví dụ như mình đang bình thường, xưa giờ quý vị không có pháp danh, không phải Diệu, cũng không phải Tịnh, cũng không phải theo thầy Nguyên Thanh hay là thầy gì với Nam Cali hết. Tự nhiên hôm nay quý vị đổi thành Thiên Thiên gì đó, Thiên Diệu Hiền gì đi đó, thì về nhà bảo đảm ông chồng ông cự liền. Đa số đó là cái thử thách đầu tiên của mình, có vượt qua hay không. Rồi cái thử thách thứ nhì, má mình hay là em mình chửi mình, mày điên hả, thằng Kiệt nó điên đủ rồi, tao chịu nó không nổi, mày điên nữa. Là thử thách thứ hai. Nhưng chúng ta là con của ông trời, hôm nay không có cái mới, không có cái lạ, không có những gì Kiệt nói, thì chẳng lẽ thế gian này nó đi vào ngõ hẹp. Nhân tánh con người bây giờ quý vị nhìn thấy là 100 năm thời xưa đó, ai cũng có nhân lễ nghĩa chí tính. Hôm nay cái nước Việt á, trời ơi, quýnh cha quýnh mẹ quýnh thầy quýnh cô, cô thì yêu học trò, trò thì yêu ông thầy, đủ chuyện xảy ra, không còn biết tôn ti trật tự nữa. Thì cho nên đạo Thiên Tâm ra đời nó có lạ thì nó mới đi tiêu diệt cái mấy cái cũ. Nhưng những cái hạt giống đầu tiên của Thượng Đế đặt xuống cái quả địa cầu này, chúng ta là hạt giống đầu tiên nha. Tại vì lúc kia còn đang ngồi nói chuyện được là đầu tiên. Khi xuống lòng đất, rễ nó phải bấm sâu 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 xuống đất như bông sen vậy đó. Nó càng sâu thì cây cổ thụ, cây này cũng chưa đã nữa, cây bươn nữa. Có nghĩa là khi càng sâu thì chúng ta chịu nhiều cái áp lực. Khi cái mỏng nó lên khỏi mặt đất thì biết bao nhiêu người chà đạp cái họ Thiên. Khi mà gió thổi xiên tạc là gió, mình phải giữ vững. Rồi khi mà ra một cái cây rồi thì từ cái cây nó nở hoa, nở bông, là lúc đó là mình ok, mình vững lại đó là mình độ được. Khi cái hoa nó có gì mùi thơm là mình đi nói chuyện với những người xung quanh. Đó là chúng ta là những hạt giống đầu tiên của Thượng Đế đặt ra đó, thì gán. Nhưng mà bây giờ mình mà là hạt giống mà lên tới thành cây dưới đất á, mình có sống nổi không á? 100 cây, 100 hạt, ngàn á, không biết còn lại mấy hạt á, thì đó là do mình. Những cái công thức thì mình phải chịu, mình phải nhẫn nại. Và mình tạo ra cái hội Thiên phải có một cái bản lĩnh kiên cường. Mình là người vợ, lâu nay mình thấy mặt chồng mình là cũng chán rồi, nhưng mà vì con cái mình gán ở phải không. Hôm nay theo họ Thiên hiểu được cái lý lẽ sống ở đời. Họ Thiên có nghĩa là đời, đời đạo, đạo đời là không ai kỳ thường mình. Đạo là mình tu thật sự, tu từ dây từ khác, tu dùm cho ông chồng mình luôn, để mình kéo ông chồng mình tu theo. Có nghĩa là mình phải làm đúng bổn phận người vợ. Khi làm chuyện vợ chồng mình phải siêu hơn mấy cô ở trong động á. Mình đâu có phạm giới đâu. Còn khi mình vô nhà bếp nấu ăn, mình phải nấu ăn ngon hơn là ở đây nhà hàng nào ngon nhất. Mình thấy như vậy, nhưng mình tập bớt nói. Nhưng mà khi mình nói á là ổng phải ngồi nghe nghe, thì mình mới giữ nổi cái họ Thiên. Nếu không á là khó lắm. Tại vì cái lối thường tình của nhân loại á, cái gì họ quen rồi cũng giống như chúng ta thôi. Mình cứ quen thôi, mình không đi đâu, ví dụ ở vùng này hoài, không có thích đi đây đi đó, cũng không thích thay đổi. Bác này thích mặc cái áo màu này thì cứ mặc vậy. Thử bữa nào mình đổi màu đi, mình thấy vui liền á. Thí dụ tôi biết chỗ đó rồi tôi không cần đi, nhưng mà khi mình đi á, mình mới nhìn thấy được, bữa nay mình thấy cái shopping nó có mớ đồ lạ lạ cũng vui vui, đúng không? Còn trước khi mình đi á, trước khi mình khởi tâm mà làm biến gọi là giải đãi á, là mình lúc nào á mình cũng muốn ở nhà, hay là mình cũng muốn giữ được những cái đường xưa lối cũ, đổi mới. Thiên Tâm là mới.
ở trên tầng trời đâu xuất thiên là Phật Di Lặc. Thật sự cái này cũng là một cái bốn con bài úp mà Kiệt chưa có lập được. Để khi Đức Thầy ngày sắp sửa, ngày sẽ giải thích. Kiệt chỉ làm theo lĩnh bề trên á, là cha mẹ kêu bây giờ con cho mọi người, mấy chị vị trên cho mọi người đâu phải ra đó. Tại vì trong chúng ta đang mang hội thiên, cũng có thiên giả nữa trà trộn lẫn vô, cũng có ma quỷ, và đồng thời mình cũng trong số chúng ta đứng đây nha. Mày kia nó không phải là chù quá ha. Nhiều lúc từng sau kia xuống cũng sẽ có một vài người ra đi nữa đó, đúng không? Ở luật ở trên trời á, cũng như thế gian mình thôi, giấy tờ đàng hoàng, không thể nói bằng miệng được. Cũng giống như trong chùa ở nhà là đều có cái certify đàng hoàng, thì cái thiên tâm cũng vậy. Làm cái đó đó, và cái chữ mà giáo chủ đời thứ hai, Kiệt là người truyền tin, thì cái đạo thiên tâm đầu tiên xuất hiện ở thế gian này là mấy vị cho Kiệt là người có cái ân phước đó, cha, nhất là cha bài kính thiên số 2 đó. Không biết có ai biết bài kính thiên số 2 không? À, đó thì bài kính thiên số 2 đó là cha nói rõ trên đó. Bài kính thiên số 1, bài kính thiên số 2 đó là những lời của Phật. Còn số 1 là ai? Thì để chờ một chút xíu, tôi cũng đang hiếu kỳ. Và tôi chỉ bây giờ là kêu làm cái mộc đóng vậy, thì mình cứ làm vậy. Nhưng mà lâu lâu á mình thăm dò, đúng không? Cũng như coi thăm dò lòng người á. Trong bộ chính trị của Việt Nam á, đa số mấy ổng là theo họ thiên hết rồi đó. Còn nhiều lắm á. Thấy như vậy á, mấy ổng tin lắm. Qua đây cũng thăm hỏi mình nữa. Rồi ở trong nước Việt á, hồi xưa nó chỉ phát xuất từ ở Thiên Long Sơn, là từ từ lan rộng. Rồi bây giờ xuống miền Nam, khắp tất cả các miền Nam, tất cả những đệ tử của Hòa Hảo, Vũ Sơn, Kiều Hương bắt đầu họ cũng hiểu. Rồi qua tới Cao Đài, kinh Cao Đài cũng có nói về Kiệt, Hòa Hảo cũng có nói. Rồi bây giờ lưu truyền ra tới những cái bài sấm cơ của bà chị Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là chị kia, thì cũng có nói. Thì tất cả những kinh sấm và những cái kinh thơ mà Kiệt đọc trên mạng là đều lời của Phật, của Thánh không? Là họ nói về Kiệt rất là nhiều. Người mà khóc xin cha cho đừng cái vũ sổ trái đất này, hôm nay Kiệt nói thật nha, là mình. Cho nên hôm nay phải đi xuống đây để mà từ từ mình xin, thì mình phải ra tay để mà mình làm sao để mà gọi là thanh lọc. Kiệt cho em hỏi, thể nói cái số phận ngày sau của ông là chết vì bệnh đau, là chết vì cancer, hay là vì dân chúng hạ về xuống, anh có thể tiên đoán cái đó được không? Thì ông đã chết rồi, cái hồn ổng là không còn cái gì mà sức sống nữa. Một người già nhất thế giới quyền hành nhất, mà bây giờ cả những dân tộc mình cũng coi thường, thế giới bạn bè năm châu, những nhà lãnh đạo coi thường, thì sống làm gì nữa? Thì giống vui chứ. Nó đúng là như vậy, đúng không? Giống như tập cho mình hôm nay còn quay phong 9 tháng nhiệm kỳ 3, nhưng mà chưa thắng là thua. Chứ chẳng lẽ đưa người khác lên cái chiến tranh thứ 3 thì sẽ không có bùng nổ, xuống nó làm quà lại. Một bên thì đang lên, Biden thì đang xuống, Trump thì đang lên, thì nó hai bên á là kỳ phùng địch thủ. Câu hỏi thứ hai của em là sức khỏe của Biden thì cũng đang xuống, giống như anh mới nói vậy, thì Putin với lại Biden cùng đi cùng lửa không anh? Biden là vì sức khỏe mà đi xuống, hay là cũng là vì khi mà ám chiếu cho đi luôn? Cách đây 3-4 năm trên mạng từ clip số 1 đến ngày hôm nay, thì thường nói những cái ép liên lượng, tức là màn kịch của bề trên vẽ ra kỳ này nó đi liên lượng, chứ nó không có hàng trước làm sao.
và đồng thời vụ Biden này á là lúc mà ông Giang đó phiếu ông Trump phải chịu lép dế bị hạch tội, chứ cũng chưa thấy tổng thống nào mà te tư như thế kiện như ông bị hết quá trời luôn, bầm dập đúng không? Thì chỉ có nói những clip cũ hôm nay nhắc lại, sẽ có hai người đàn bà bị hạch tội thì mình đoán bây giờ là ai vậy đó. Nhưng mà những tai nạn của ông Trump vậy có qua được không? Qua hết. Mấy người cứ mệnh trời đâu phải dễ hại đâu. Cái mình muốn nói chỗ này á là khi mà thời xưa mà người đã nói mấy năm trước thì nói là hai người phụ nữ bị hạch tội thì có nghĩa là gì? Nó phải dễ mà hạch mấy bà này, không phải là ông Trump trả lời mà nản ông bà hạch thế không? Mà thời xưa có cái đài tin tức nào mà phân tích nhưng mà dám nói kiểu như vậy không? Đúng không quý vị? Thì khi mình nói ra một cái ý gì á, làm ơn coi lại nó có những ý khác. Ví dụ như nói là trước khi xăng dầu lên 7 đồng, trước khi kinh tế hiện giờ khủng hoảng thì cũng có nói trước rồi đó, đừng có chê stop, đừng có thủ, đừng có bung tiền làm này làm kia. Người riêng thì có nói hết, nước Mỹ này thì cũng có nói mà, thì cũng có nói bên Việt Nam á, tiền thành tiền giấy, giờ nó thua giấy. Bữa hôm qua coi cái video của SCB đó, SCB nhà băng gì đó, bà con người ta mất hết tiền cả đời để dành, người ta tức quá, người ta điên luôn á, la hét quá trời luôn á. Quý vị coi cái video thiệt là tội. Thế có bác kia đó, tức là tự nhiên mở trong nhà băng một tờ giấy cũng không có nữa, tờ giấy nợ cũng không có, tiền thua giấy nữa. Tự nhiên mình đang mở trong bang mình mẻ ra nhà băng, tự nhiên nguyên nhà băng nó biết mất nghĩ sao. Thì nạn này nạn chung ở trong chính quyền Mỹ, tuy là nước nửa thành tự do nhưng mà nó cũng có tà lẫn lộn trong đó. Quốc gia nào cũng có chánh có tà hết, tức là ma quỷ nó đủ thành phần. Trong gia đình mình cũng có, trong chùa cũng có, ngoài đời cũng có, cũng có người tốt người xấu. Cái thời đại này á là tất cả những cái gì ngoài cái ý nghĩ của con người không tưởng tượng nổi mà đều xảy ra, những cái con người mình không nghĩ ra lại xảy ra. Từ xưa tới nay tất cả các chứng bệnh trên thế gian này, có chứng bệnh nào á là đứng gần mà bị lây không, nhìn người thân chết mà không dám tới gần không, khủng khiếp không? Mà mình đã biết có chứng bệnh này từ năm 2017. Thời đó cũng nói mà cái khẩu trang này nè là quan trọng, kêu thằng khỉ kia về mở nhà máy làm khẩu trang nó không nghe lời, thì có nói cho mẹ. Những cặp mắt của con người của mình có thể thấy từ đây tới đây hoặc từ đây tới cây là dữ, cặp mắt của chư Phật chư thần nó thấy hàng nghìn năm xa hơn mình. Thì mấy vị nói gì nghe gì chứ là người nói lại, mà nói theo cái ý rõ hơn á thì cũng không biết sao nói. Giống như câu gì hỏi nhưng Putin chết như nào thì chị chỉ biết là ổng sẽ bị dân lôi đầu xuống, chết hay không chết nó không có ý nghĩa. Cũng giống như có một lần kiện, cũng giống như mọi người như quý vị cái nói theo việc than với bề trên nói theo cái gì không cho tập trung mình chết cái một đi. Cái gì cười, cái gì mới nói thế gian này là cái nghiệp của thế gian, mấy người đó cũng là một người. Thế bây giờ cái hàng đó nó xuống, hàng khác lên cũng vậy thôi, nó nguyên một cái hệ thống, cũng giống như cái giếng nước mà nó bị độc rồi á, bây giờ mình có hết nước này nước khác lên cũng vậy, cái mạch nước nó bị hư phải thay đổi hết. Thì từ đó thì mới hiểu là nước Việt có cái nghiệp nặng đó. Tại vì mình chiếm đất đai của chân lập của Chiêm Thành, mình giết biết bao nhiêu người bổ mình không bị tội à. Mình là cái gì mà mình có quyền giết những người đồng loại với mình? Nhưng nghiệp thì cũng có ngày cũng phải hết, nợ thì trả cũng phải giết, chứ không phải là trả hoài. Thì hôm nay mình trả sắp giết rồi, mình hôm nay là những người có đại phước ở thời đại của tận thế này để chứng kiến những chuyện ly kỳ xảy ra trên thế gian. Và có người lạ khỉ bể màu như ngồi đây chót chót.
Anh có thể nói thêm về Mụ Sư Kỳ Hương không anh? Hương là đạo đức thầy. Mình xưa kiểu đâu biết gì với Hương hay là đạo hòa hảo gì đâu, không biết. Sau đó thầy về ngày đó ta là ngủ con ở ngủ đâu rồi cô nói là ở miền Tây lúc đó kiểu không biết. Thì đạo Quý Sơn Thì Hương là nó một trong những cái căn bản là tứ thân thiếu lễ. Thì trong cái thiên tâm là chung hết đạo Phật Vũ Sơn Kỳ Hương Cao Đài là 12 giới luật, là cái gì là cũng chung mà, thì nó gọi là tam giáo đồng nguyên. Bây giờ nhìn lại 12 giới luật của thiên tâm đi, thì trong đó nó có bao gồm là hết. Về quân đội chỉ cần mấy ông làm chính quyền giữ giới luật số 1, nhân lợi nghĩa giới tính là có quyền tính thôi. Hiện giờ Việt Nam đâu có ông nào có quyền tính. Còn đạo Phật thì mình có ngũ giới thì nó cũng nằm chung trong đó. Em có thắc mắc này, khi mà Phật Phật Lậu giảng lâm cái bài đầu tiên vào năm 1979 ở miền Bắc, thì khi đó thì cái phòng nhỏ, thì sau thì bắt được cái bài thơ đó của Mậu Hoa Nguyễn được Phật giảng lên theo cái bài đó. Lúc đó thì vừa vượt biên, thiền đang lên đơn trên biển sắp chìm, bị hải tặc Thái Lan nữa. Thì mẹ ra bài kính thiên thì nhắc trên trời, mẹ ngồi ngó thằng con từ bữa giờ mấy tuổi rồi, làm gì ngó xuống nó hay chắc cái chắc mẹ động lòng. Lúc mà ra mẹ ra cái bài đó, ngài Địa Tạng là người đi trước, thường mình nhớ cái mẹ lớn nhất, đúng không? Thì hai bên là chư thiên chư bồ tát đi theo các tất cả các vị hộ pháp rồi đầy bầu trời luôn. Thì mẹ xuống cái bài kính thiên, và từ cái bài kính thiên đó sau đó ngài trận đạo thì tất cả các vị thần thánh khác dùng cái bài kính thiên số 1 để mà xoay chuyển cái quả địa cầu này. Thì cái bài kính thiên đó thì mẹ nói là kính thiên là giống như cái miếng kiến hiển vi mình nhìn trời, nhưng mà mẹ trên trời mới nhìn xuống mình. Kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi nhớ lấy nha, con ơi nhớ lấy những lời mẹ khuyên. Nhân sanh thì quả báo nhãn tuyền, luân hồi vay trả truyền nghiên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sức mạnh đạo đời dương gian. Rồi đây nắm giữ nhan sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh đã biết ơn ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng, nhãn cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh quan ca cuộc đời, thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sớm ở thời cơ sao. Thì cái bài kính thiên đó, thời đó thì mười mấy tuổi, một cái câu của Phật nói là không còn bao xe, bây giờ mình chớp mắt năm mấy tuổi. Mà cái người mà làm chiếu cái bài kính thiên đó cũng còn sống ở đây nữa. Rồi sau đó, trong dòng đời dục lớn lên, trong chung với người, thì đến ngày mà tận thế cuối cùng á, thì trước đó là thầy với mấy chư Phật về cũng dạy dỗ nhiều. Đến khi ngày mà cha ra lệnh xuống cái bài kính thiên số 2 á, kính thiên đã chiếu xuống trần, bài số 2 nè, năm 2017, kính thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, yên tâm cứu đời, ấy là ân phúc Phật trời ban cho Thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tức là mình vẫn tu đạo Phật, tu hành theo đúng thiên tâm, Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Thế gian này lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tôn tâm. Tà giáo là môn phái này phá môn nọ quá trời luôn đó. Tà giáo xuất hiện phong trào tôn tâm, bao người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê, cho nên Thượng Đế ra vai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma.
Guatemala luôn không? Vậy thì thử nghe ta. Từ nay làm những nó hơi cao ngạo. Nhưng mà cái bài thơ như vậy á, chứ kỳ đâu phải là người cao ngạo. Không, nhưng mà cái câu hỏi của em là khi mà bài Cánh Hiên số 1 ra, khi đó anh Kiệt là con nhỏ, làm sao anh Kiệt mới viết được cái bài đó là viết để dành cho anh? Cơ duyên nào mà anh cũng bắt được cái đó? Tự nhiên Bộ Đức Thầy ông rảnh lắm hả? Hồn thì ông lối, mấy chư Phật cũng rảnh quá, không đi tìm ai dạy đời dạy đạo để kiện biết gì cũng mang các bà làm quên hết nha. Bồ Tát Phật thì xuống trần mà vô bụng mẹ là 9 tháng 10 ngày tối thui là không biết gì hết. Mấy gì về dạy, dạy ngày, dạy đêm thì kiện mới biết được nhiều chuyện, kiện mới ra kiện nói. Thì mấy gì dạy thì sau đó có một lần ngày Đức Thánh Trần trần đạo đó, thì hàng năm á thì ngày hay chầu cha đó, giống như là báo cáo tình hình thế gian, thì ngày mới nói là ngày lấy cái bài Kinh Thiên làm Kim Chỉ Nam. Thì Kim Chỉ Nam có nghĩa là thay vì một cái thể chế độc tài này thế chế cộng hòa nọ thế gian chủ kia, bài Kinh Thiên nói rõ mà là sau này nước mình có vua, không biết là ai thôi, chờ đến thầy làm cái bài đó mình không biết. Tại vì nếu có vua mới thương Bắc, thương Trung, thương Nam, quy cổ gì kim hả, hết binh đao quy cổ gì kim, kim là thời mình là kim nè, tổng thống về bí thư này bộ trưởng nọ, quy lại cái thời thượng cổ. Anh nói là bốn con bài thì đã lật một con, còn bốn con còn lại thì chưa lật, thì như vậy là phải có bốn nhân vật xuất hiện hay là gì? Bốn người, bốn cái công bài đó là gì, bốn phận như làm phải không? Ủa là bốn bài toàn là bốn ảnh rồi, ảnh cơ, ảnh bích, ảnh chuồng. Cũng là ác thôi. Nhưng mà một người đội nhiều món thì sao mình đâu biết. Mình nói chuyện tới đâu mình nói tới khó đi à, miễn sao là thắng được lại cơ bận mà. Những cái hiện tượng mấy vị làm cho mình biết là we are not alone. Mình không chung với mấy chị gì á. Thì chị thường nói giống như sáng rộng ở đây nè, giờ không còn kìa. Rồi trên núi nhiều chuyện cảm ứng linh thiêng, nhiệm màu rất là nhiều. Nếu không linh thiêng tự nhiên dấu thiên tâm hiện trên bầu trời vậy. Rồi mấy thằng phi công lái máy bay của Mỹ nó bay qua bay lại, nó không có object nào hết, nó không có máy bay nào hết mà tự nhiên ở trên radar của nó hiện lên. Mỗi lần 3000 núi thì Hùng Sơn là có. Thì để chi, để sau này á, mấy thằng Mỹ mà nó khôn á, loại là trong năm loại mình khó độ á, ở kiến cận học á, nó mở nghiên cứu lúc đó nó quảng hồn. Thì cái người khôn nhất là Manson á, ổng đã nói rồi. Ông nói thế gian này ông chỉ chứng minh được 1% của Phật đó mà. Ngày ông chết rồi ông ước chi thế gian này biết ông ước làm gì không? Ông ước ở không muốn làm nhà bác học nhà ông nữa mà chế hai cái bom lưu tử mở Hiroshima với Kawasaki. Ông muốn ông làm người thợ, ông ước bình thường phú hồ viên con người của mình, cứng đầu, cứng cổ. Giống như cái em này nãy em muốn hạ cái ngã, khi nó mở miệng ra nó muốn hạ ngã, tức là nó đã hạ rồi. Cái học vấn thế gian chả có gì hết, xưa tổ cũng không học cái nào, tổ vốn mà tổ lập ra, tổ là tổ của Phật giáo tới ngày hôm nay thì tới thời này cũng vậy. Mình đừng có nhìn ví dụ như quý vị cái chuyện nói chuyện qua chuyện lại, chuyện nói sai quý vị cứ chỉnh qua chỉnh lại. Còn một kiện hôm nay mặc áo vàng, cậu tóc, kiện nói gì mới gì đâu dám cãi lại đúng không? Thầy sai trò cũng sai. Đó là chúng ta trao đổi ý kiến lẫn nhau, cái nào hay hơn vậy? Mình dám ngồi thắng hối không à? Thầy nói gì con không dám ngóc đầu lại lên để cả nói chuyện lại. Chúng ta cải thiện, mình sống thế gian, nửa thế gian, nửa xuất thế gian. Mình hợp thế gian nhưng mình muốn chí lý là xuất thế gian để mình được về trời.
có nhiều người trong đây bảo đảm rất là đông, không có hiểu những tầng trời như thế nào. Bên Công giáo thì cứ nghĩ là hai cuốn kinh về tới Chúa là trời, nhưng mà họ nghĩ là tầng trời của Chúa là số 2 thôi. Rồi bên cõi A Di Đà thì vô sắc giới, thì sẵn đây thì có này, quý vị có muốn biết về 36 tầng trời không? Về Cha ở chỗ nào, Phật ở chỗ nào, Thần Thánh nó về chỗ nào không? Ok, giờ mình đọc từ tầng thứ nhất. Mình là ở tầng nào? Trái đất mình thuộc về số 0. Rồi số trừ là tầng súc sanh, rồi tầng địa ngục. Còn mình số 1. Số 1 của mình là tầng Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương là bao giờ mình đang thấy là có ông Tứ Đại Thiên Dương, là tầng này. Tầng thứ 2 là Đao Lệ Thiên, là chủ trời của người làm chủ trên tầng đó là Chúa Giê-xu, tức là Thiên Chủ Đế Thích, là tầng số 2. Còn tầng số 1 là Tứ Đại Thiên Dương, là Đông Trì của Nam Tăng Trưởng, Tây Quảng Mục, Bắc Đại Văn, nó bố âm. Tầng thứ 2 là thứ 3 là Đâu Xuất Thiên. Đâu Xuất Thiên nó có nội thì có ngoại. Ở ngoại thì có Đâu Xuất Đại Dương, ở trong thì có Bồ Tát Di Lặc, là ở tầng thứ 4. Còn tầng thứ 3, tầng thứ 3 là Dạ Ma Thiên, là ma đó, ma ở tầng thứ 3. Đó là Dạ Ma Thiên. Tầng thứ 4, tầng thứ 5 là Quá Đạt Thiên, là Thiên Quá Dương, cai quản ở đó. Rồi tầng thứ 6 là Thao Quá Tự Tại Thiên, thì là Thiên Ma Ba Tầng, nó còn cao hơn mấy ma thường. Ở tầng thứ 6 là ở trong dục giới. Lên đến tầng thứ 7 là Phạm Chúng Thiên. Tầng thứ 8 là Phạm Thượng Thiên. Tầng thứ 9 là Đại Phạm Thiên. Tầng thứ 10 là Thiểu Quang Thiên. Tầng thứ 11 là Vô Lượng Quang Thiên. Tầng thứ 12 là Quang Minh Thiên. Tầng thứ 13 là Thiếu Tịnh Thiên. Tầng thứ 14 là Vô Lượng Tịnh Thiên. Tầng thứ 15 là Biến Tịnh Thiên. Tầng thứ 16 là Phúc Sinh Thiên. Tầng thứ 17 là Phúc Ái Thiên. Tầng thứ 18 là Quảng Quả Thiên. Tầng thứ 19 là Vô Tưởng Thiên. Tầng thứ 20 là Vô Phiền Thiên. Tầng thứ 21 là Vô Nhị Thiên. Tầng thứ 22 là Thiện Kiến Thiên. Tầng thứ 23 là Thiện Hiện Thiên. Tầng thứ 24 là Vô Song Thiên. Thì tất cả này gọi là sắc giới. Khi những người mà tu tới Tam Thiền á, với thế gian á, đa số mấy hòa thượng lớn là vào mấy tầng này. Lên đến tầng vô sắc giới là có không vô biên thiên, thức vô biên thiên, vô sở hữu thiên, và phi tưởng thiên, là vô sắc giới. Vô sắc giới có nghĩa là con người trên nó không còn thân người nữa, hết yêu luôn rồi đó. Còn những cái tầng thứ 7, 8, 9 là đa số chúng ta về chẳng. Có nghĩa là mình đang làm vợ chồng, quý vị có thể gà về chẳng tiếp tục nữa đó. Nếu mà mình xuống năng lượng, mình về năng lượng. Nhưng ngược lại có những người đang là vợ chồng, có người ở đây và có người xuống địa ngục, thì những cái tầng kia vẫn có vợ chồng. Mà đa số những như thiên linh trời á, là họ ngái không có thô tục như mình, họ nhìn bằng mắt, truyền cái luồng điện qua cặp mắt là họ cần rung động phê như tê mình đủ trò hết. Thì nên mình biết trân trọng mấy người kế bên, trân trọng những người đây. Tự vì mình có làm gì làm, tất cả chúng ta ngồi đây là con trời về chẳng gặp nhau hết à. Gây quán gây hồn về chẳng cũng sẽ gặp nhau nữa. Lên tới cõi Phạm Thiên nè, là những cái tầng hồi nãy là những gì A La Hán tu thành Phật đó, của A La Hán. Lên tới cao hơn A La Hán là tới cõi Phạm Thiên, là Vô Thượng Thượng Dung Thiên, Ngọc Long Đăng Thắng Thiên, Long Phạm Độ Thiên, Bình Luật Cổ Dịch Thiên, là ở cõi Bồ Đề. Những bên cõi này là tầng 29 tới 32
là có kim thân rồi đó, lên cái này mới là lợi hại nè, là cổ của cha nè, là cổ niết bàn là do thái thượng lão luân cơ bản, cõi cận niết bàn là linh bảo thiên tôn cơ bản, cõi đại niết bàn là nguyên thủy thiên tôn cơ bản, là tầng 35. Cái tầng cha ở với mẹ của mình ở là tầng cao nhất là 36, là đại la thiên, mà bên Phật giáo gọi là cõi tối đại niết bàn. Cái kia là niết bàn nha, cõi này tối đại niết bàn là do ngọc hoàng thượng đế của cha mình khai hoàng. Trong sách vở trong kinh có nói rõ. Thì tại sao bên Phật giáo đại thừa hôm nay các chùa các thầy nói tu Phật, tu tiên thấp hơn tu Phật, nói mình có sự phân biệt thấp cao là mình đã sai rồi. Ủa đi trong kinh điển, tại vì những vị thầy, những nhà đi truyền giáo, người ta chỉ nói về chuyện của ta thôi. Người ta như chuyện là chuyện có phần nghiệp dở, giống như nghiệp dở Trần Nhật Phong. Ủa mày có trí thức giỏi, mày khai trí ra đám Việt Nam, mày nói chuyện chính trị, nhưng mà nói về Phật, Phật là ai thì anh chuyện không biết. Mày có cái giỏi của mày, tôi có giỏi của tôi, vậy đó đại khái. Thì mới đạo Phật hay đạo ông giác mà họ chỉ nói chuyện vào ta thôi. Ô con có đạo không? Ông hỏi ông cha hỏi. Dạ con đạo Phật. Vậy là con không có đạo. Là do cái cách nói của họ. Cho nên Phật tử hôm nay phải coi lại. Tôn hơn cha là cao nhất. Cha là cha của tất cả chư Phật. Vì Phật nào cũng đều là con của người đế hết.